Bình Dương chuẩn bị khôi phục sản xuất sau bình thường mới. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp với ca mắc cao mỗi ngày ở nhiều tỉnh thành, tuy nhiên việc các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều so với ngày trước là điều kiện để dần trở về trạng thái bình thường mới. Điển hình như tỉnh Bình Dương, tính đến nay nhiều địa phương của tỉnh này đã công bố vùng xanh và trở về trạng thái bình thường mới như thành phố Thủ Dầu Một, các huyện Phú Giáo, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, thị xã Bến Cát. Ngoài ra, Bình Dương quyết tâm đến ngày 30 tháng 9 trở về trạng thái bình thường mới. Để đạt được kết quả đó, yêu cầu nỗ lực trong việc kiên quyết thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ các cấp chính quyền và sự đồng lòng phòng chống dịch từ người dân. Quan trọng hơn đó là việc nâng cao cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, không chủ quan, lơ là, mà cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để chiến thắng đại dịch. Tính đến thời điểm này, có thể nói các tỉnh, thành phố ghi nhận ca nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện các địa phương này đều ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước. Tính từ 17 giờ ngày 22 tháng 9 đến 17 giờ ngày 23 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 9.465 ca ghi nhận trong nước. Giảm 2.060 ca so với ngày trước đó tại 33 tỉnh, thành phố, có 5.344 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5.052, giảm 383 ca so với ngày trước. Bình Dương ghi nhận 2.764, giảm 1.415 ca, Đồng Nai ghi nhận 760, giảm 170 ca so với ngày trước. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bình Dương, hiện nay tỉnh này đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới vào ngày 30 tháng 9. Trong đó có việc các địa phương phải tập trung thực hiện xét nghiệm bóc sạch F0 ra khỏi cộng đồng để toàn tỉnh công bố vùng xanh đến ngày 27 tháng 9. Đó cũng là một trong những ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp huyện, xã, được ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề cập. Theo đó, các địa phương chủ động phân loại F0, nếu trường hợp nhẹ, không triệu chứng thì cho tự cách ly, điều trị tại nhà, nặng thì chuyển đến các khu điều trị tập trung. Việc quản lý F0 tại nhà do lực lượng y tế cơ sở phụ trách, theo dõi nhưng không được để xảy ra tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng. Ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu từ nay đến ngày 30 tháng 9, các địa phương tổ chức lại các khu cách ly thành khu điều trị để trả lại trường học, nhà xưởng đã trưng dụng. Các khu điều trị ưu tiên tiếp nhận các đối tượng là người già, bệnh nền, trẻ em, còn F0 khỏe mạnh cho cách ly điều trị tại nhà. Việc tiêm vaccine phải bố trí thêm các đội tiêm chủng lưu động để khi được phân bổ vaccine là tiêm ngay cho người dân. Ngoài ra, muốn công tác điều trị đạt kết quả, giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong thì tất cả các tầng phải được trang bị đầy đủ thuốc, oxy và nhân lực. Hiện nay, có một số nơi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nên các địa phương phải quyết tâm giữ chặt vùng xanh và kiểm soát địa bàn. Trước đó, ngày 10 tháng 9 năm 2021, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương công bố là vùng xanh, trở về trạng thái bình thường mới. Toàn thành phố có 11 phường vùng xanh và 3 phường vùng vàng và chỉ còn một số điểm vùng đỏ là các tổ dân phố tại một vài phường chiếm 1,9%. Việc công bố thành phố Thủ Dầu Một trở về trạng thái bình thường mới khiến nhiều người dân vui mừng. Tuy nhiên, người dân ở các phường tại thành phố Thủ Dầu Một sau khi trở lại trạng thái bình thường mới vẫn phải thông hành ở tại chính phường đó. Cùng với đó, các chợ truyền thống, siêu thị được mở cửa trở lại nhưng tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vaccine và thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Để kiểm soát dịch bệnh, người dân ở các vùng đỏ sẽ không được di chuyển đến vùng xanh. Sau thành phố Thủ Dầu Một, tính đến nay các địa phương ở Bình Dương công bố vùng xanh và trở lại trạng thái bình thường mới là các huyện Phú Giáo, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, thị xã Bến Cát. Đây là niềm vui sau những ngày dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Nhiều người dân vùng xanh rất vui mừng, đường phố đã có nhiều phương tiện tham gia hơn. Một số dịch vụ thiết yếu đã mở cửa bán buôn trở lại. Ghi nhận ngày 22 tháng 9 năm 2021 tại chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhiều hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới, hoạt động giao thương tại đây diễn ra tấp nập, tuân thủ khá tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Về việc chuẩn bị khôi phục sản xuất sau bình thường mới tại tỉnh Bình Dương, theo đó, để thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế, xã hội sau khi trở về trạng thái bình thường mới, tỉnh Bình Dương đưa ra một số điều kiện đối với các doanh nghiệp có phương án tái khởi động sản xuất. Mới đây, tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn hướng dẫn người dân được ra đường, đi lại làm ăn, tham gia sản xuất sau khi tỉnh trở lại bình thường mới. Tỉnh Bình Dương yêu cầu người lao động trước khi vào nhà máy sản xuất phải được xét nghiệm ít nhất 2 lần bằng test nhanh hoặc bằng PCR. Có kết quả âm tính vào ngày thứ nhất và ngày thứ tư. Ngoài ra, khi vào công ty phải được bố trí tại nơi cách ly tạm thời ít nhất 3 ngày, xét nghiệm và test nhanh và có kết quả âm tính vào ngày thứ ba. Lúc này người lao động mới được tham gia sản xuất.
Đồng thời, 100% công nhân, người lao động tham gia sản xuất phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày. Đối với doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện nghiêm 5K trong thời gian tổ chức sản xuất, trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp cần test nhanh 7 ngày trên một lần cho người lao động. Còn đối với công nhân, người lao động trước khi rời công ty về nơi ở nơi trọ phải thực hiện test nhanh COVID-19. Các doanh nghiệp hoạt động phải tự xét nghiệm hoặc thuê đơn vị dịch vụ để kiểm soát đầu vào, bảo đảm 100% người lao động có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 sau 14 ngày hoặc đã tiêm 2 mũi.